Thúy Ngân, người đẹp vươn lên từ nghèo khó và 30 vẫn độc thân. Lê Huỳnh Thúy Ngân sinh ngày 5 tháng 4 năm 1991 tại Tiền Giang, là một nữ diễn viên, người mẫu và người dẫn chương trình nổi tiếng người Việt Nam. Cô được khán giả biết đến qua vai diễn Ngọc Hân trong bộ phim truyền hình ăn khách Gạo nếp gạo tẻ. Lê Huỳnh Thúy Ngân là người mẫu diễn viên, là một gương mặt quen thuộc đối với khán giả truyền hình và với những ai yêu thời trang. Cô nàng đã từng lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Bài viết Tiểu sử người mẫu Lê Huỳnh Thúy Ngân dưới đây sẽ cho các bạn hiểu rõ hơn nữa về cô. Tiểu sử người mẫu Lê Huỳnh Thúy Ngân. Người mẫu Lê Huỳnh Thúy Ngân sinh năm 1991, đến nay cô đã 27 tuổi. Lê Huỳnh Thúy Ngân sinh ra ở tỉnh Tiền Giang, hiện đang sinh sống và làm việc chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh. Lê Huỳnh Thúy Ngân là người mẫu diễn viên, là một gương mặt quen thuộc đối với khán giả truyền hình và với những ai yêu thời trang. Cô nàng từng lọt vào vòng chung kết của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Năm 2009, cô đã giành giải Á Hoàng trang sức. Thúy Ngân còn lọt vào top 15 nữ hoàng du lịch quốc tế 2011, Miss Tourism. Bên cạnh đó, Thúy Ngân còn được cộng đồng mạng quan tâm rất nhiều. Số lượng người theo dõi trên trang Facebook cá nhân của cô nàng 9X này hiện đã lên tới hơn 230.000 lượt. Khá thành công ở trong lĩnh vực người mẫu, nhưng Thúy Ngân lại chọn điện ảnh để khẳng định bản thân. Cô nàng đã được khán giả yêu mến qua vai diễn trong bộ phim Nước mắt chảy ngược của đạo diễn Minh Mũng. Trước khi tham gia vào bộ phim Nước mắt chảy ngược, Thúy Ngân cũng thường được đạo diễn giao cho vai diễn chính diện, bởi vì khuôn mặt của cô quá hiền. Vai diễn phản diện đầu tiên của Thúy Ngân đó là vai diễn trong phim Nước mắt chảy ngược. Cô đã vào vai một cô gái đỏng đảnh, khó chịu nhưng lại nguy hiểm. Được thử sức đối với vai diễn phản diện, Thúy Ngân đã tỏ ra rất thích thú, dù cho đây không phải là tính cách thật ngoài đời của Ngân. Cũng chính bởi vì có nhiều điểm trái ngược trong tính cách của nhân vật và bản thân, cho nên Thúy Ngân càng muốn thử sức đối với vai diễn này để làm mới bản thân hơn. Thúy Ngân đã tham gia vào khá nhiều phim truyền hình như là Sát thủ hoa hồng, Kẻ bán linh hồn. Cô nàng sinh năm 91 này hy vọng sẽ nhận được nhiều vai diễn khác nhau để có được cơ hội trải nghiệm và hoàn thiện bản thân. Là một nghệ sĩ thì công việc của Thúy Ngân cũng khá bận rộn. Thế nhưng, cô nàng vẫn dành thời gian ra đọc sách, học nhảy và đi du lịch. Sau mối tình của cô với đạo diễn Ngô Quang Hải, Thúy Ngân đã trở nên khá kín tiếng trong việc chia sẻ về chuyện đời tư trên các phương tiện truyền thông và báo chí. Khi mà được hỏi về chuyện đời tư, Thúy Ngân đã chia sẻ, mối tình mà cô đang say nhất đó chính là công việc. Cứ mỗi giờ mỗi khắc cô đều nghĩ đến nó. Hiện tại, Thúy Ngân đã cố gắng để cân bằng giữa hai công việc, đó là người mẫu và diễn viên. Khi có thời gian rảnh, cô làm người mẫu ảnh, giới thiệu những trang phục cho các nhà thiết kế. Diễn viên xinh đẹp của màn ảnh nhỏ, tiểu sử người mẫu Lê Huỳnh Thúy Ngân. Lê Huỳnh Thúy Ngân đến từ tỉnh Tiền Giang, từng đoạt giải Á Khôi Hoa Khôi Trang Sức 2009, người đẹp hình thể Hoa Khôi Trang Sức, đã từng thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Ngay từ khi mới bước chân vào lĩnh vực phim ảnh, Thúy Ngân đã luôn nổi bật cùng với chiều cao vượt trội và một khuôn mặt xinh đẹp, với khả năng diễn xuất rất tự nhiên. Cô đã được khán giả biết đến qua hàng loạt các phim truyền hình ăn khách như Sao đổi ngôi, Sát thủ hoa hồng, Kẻ bán linh hồn, Lấy chồng sớm làm gì, Bến nước 13, vân vân. Thừa nhận bản thân đã từng có giai đoạn gặp khó khăn trong việc thể hiện nội tâm nhân vật, nhưng bằng sự nỗ lực, ham học hỏi, Thúy Ngân đã từng bước khiến cho khán giả khóc thương khi cô đóng vai bi. Ngược lại, chính cô nàng lại bị ghét cay ghét đắng khi xuất hiện với hình ảnh trái ngược. Thúy Ngân tích cực đóng phim để lo cho gia đình, nuôi em gái ăn học. Cùng với tính cách trưởng thành sớm và lại luôn đặt người thân lên hàng đầu, Thúy Ngân đã tích cực đóng phim để có tiền chăm lo cho gia đình. Xinh đẹp, lại gợi cảm, đã từng đoạt giải Á Khôi Trang Sức 2009, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2010. Nhưng ít ai biết, gia đình của Thúy Ngân lại khá hoàn cảnh. Cô lại là chị cả nên rất nặng gánh gia đình. Bởi vì phải lo cho em gái ăn học và giúp đỡ bố mẹ, cho nên Thúy Ngân đã trưởng thành từ rất sớm. Cô luôn tự ý thức được trách nhiệm của mình. Hoạt động nghệ thuật ở trên hai con đường đó là người mẫu và diễn viên. Thúy Ngân cho biết cô phải cố gắng để chăm lo cho gia đình một cách tốt nhất. Đó cũng chính là lý do vì sao người đẹp này chỉ chăm chỉ làm lụng mà ít khi xuất hiện trong những sự kiện của làng giải trí. Với sự thành công của hàng loạt bộ phim truyền hình ăn khách như Sao đổi ngôi, Sát thủ hoa hồng trắng, Kẻ bán linh hồn, Lấy chồng sớm làm gì, Bến nước 13, Gạo nếp gạo tẻ, hiện nay Thúy Ngân đang tất bật ở phim trường cùng với các dự án là Hoa vẫn nở mùa đông, Đuổi theo bóng mình. Bên cạnh đó, cô cũng đang lựa chọn kịch bản phù hợp để tham gia vào dự án điện ảnh đầu tay trong năm nay. Thúy Ngân đã chia sẻ, khoảng thời gian qua có cơ hội đóng phim cùng với đàn chị Hoài An, Lê Phương, những diễn viên có thực lực như là Tường Vi, Quốc Trường, cho nên cô hy vọng sẽ được học hỏi thêm rất nhiều nét diễn tự nhiên của đàn chị đồng nghiệp để bổ sung vào kinh nghiệm quý giá cho sự nghiệp diễn xuất của chính mình. Thúy Ngân cũng đã cho biết thêm, hầu như trong năm nay lịch phim của cô cũng đã dày đặc. Cô rất vui và cũng biết ơn khi được các đạo diễn, nhà sản xuất đã tin tưởng và mời tham gia phim. Các sẽ đóng phim của Thúy Ngân chủ yếu là dành lo cho gia đình và nuôi em gái ăn học. Nữ diễn viên quê ở tỉnh Tiền Giang, công việc khiến cho cô phải sống xa gia đình. Cùng với tính cách trưởng thành sớm và cũng luôn đặt người thân lên hàng đầu, gia đình chính là số 1, cho nên Thúy Ngân luôn mong muốn dành sự chăm lo tốt nhất cho người nhà. Thúy Ngân cho biết em gái cô đang ở trong tuổi ăn tuổi lớn, do lịch đóng phim rất bận rộn nên cô không có nhiều thời gian để chăm sóc và cùng với em bước qua tuổi dậy thì. Nhưng hiểu cho công việc của Thúy Ngân, cha mẹ và em gái cũng không phàn nàn gì khi cô ít có thời gian để kề cận. Bộ phim gần đây nhất mà Thúy Ngân đã tham gia góp mặt và nhận được phản hồi tốt của khán giả đó chính là Nước mắt chảy ngược của đạo diễn Minh Mũng. Trong bộ phim, Lê Huỳnh Thúy Ngân đã nhận vai một cô nàng gây gớm đanh đá, nhưng ngoài đời cô lại rất dễ thương. Thúy Ngân cho biết vai diễn này của cô chính là một cô nàng rất đỏng đảnh và khó chịu, lại vừa nguy hiểm. Cho dù đây không phải là tính cách ở ngoài đời của Thúy Ngân, chính vì thế sự khác biệt này lại càng thu hút cô mạnh mẽ, bởi vì nó khiến cho nữ diễn viên luôn phải trau dồi học hỏi, hóa thân và cả sống đối với nhân vật. Mối quan hệ giữa Thúy Ngân và Trung Dũng. Mới đây trên trang cá nhân, Hoa Thúy Ngân bất ngờ đăng tải bức ảnh tình tứ bên Trung Dũng, người từng đóng vai ông xã của cô trong phim Gạo nếp gạo tẻ. Cùng với đó, Thúy Ngân đã viết lời thả thính, yêu em anh dám không? Ngay lập tức Trung Dũng đã phải bình luận hóm hỉnh, chắc không dám đâu. Trả lời phóng viên về mối quan hệ với Thúy Ngân, Trung Dũng cho hay, việc cả hai có chuyện đồn thổi tình cảm là điều bình thường, vì trai chưa vợ, gái chưa chồng. Anh khẳng định, yêu thì chuyện này tôi không trả lời, nhưng thương thì trên mức tình bạn là có. Tôi rất thương Ngân vì cả hai đều có quan điểm giống nhau, sở thích giống nhau. Cái gì Ngân cũng tin tưởng tôi, từ trả lời báo chí cho đến book show quảng cáo. Đặc biệt, Trung Dũng cũng tiết lộ, tôi là người thường xuyên đưa Ngân về nhà sau khi quay xong. Thậm chí khi đi diễn ngoại cảnh hay giao lưu khán giả, chúng tôi cũng ngủ chung một phòng. Hai người chúng tôi cặp cổ bá vai vỗ mông cũng không sao, nó rất bình thường. Trước đây tôi còn làm nhiều chuyện ghê hơn, nhưng mọi người chả bao giờ nói gì. Sau phát ngôn này của Trung Dũng, Thúy Ngân đã phải đính chính rằng hai người chỉ như hai người thân trong gia đình, mong khán giả đừng nghĩ quá xa. Chuyện ở chung thực chất là chung một căn nhà to, có nhiều phòng và cả hai ở chung phòng với nhiều người khác nữa. Tuy nhiên, Thúy Ngân cũng thừa nhận việc cả hai rất hay bá vai cặp cổ là điều bình thường. Thúy Ngân hẹn hò cùng Trương Thế Vinh. Mới đây, Trương Thế Vinh và Thúy Ngân cùng tham gia chương trình Bảy nụ cười xuân. Tại đây, cặp nghệ sĩ chia sẻ về tin đồn hẹn hò gây xôn xao trong thời gian qua. Cụ thể, trong chương trình, Trương Giang cho biết, ngày xưa khi Vinh nổi tiếng với bài Tình yêu hoa gió, Thúy Ngân là một người mẫu và tập tành đóng phim. Bật mí với quý vị là cả hai đã có thời gian qua lại với nhau. Khi nghe thông tin này, Thúy Ngân ngay lập tức phản bác, qua lại hồi nào anh? Chưa có qua lại. Đứng bên cạnh Thúy Ngân, Trương Thế Vinh giải thích, đâu có, đứng ở đây hôm nay chúng tôi mới chính thức quấn với nhau để nấu ra món canh chua. Thúy Ngân tiếp tục nói, lúc đó chưa có qua lại, ngày xưa em không thích anh Vinh, nhưng anh Vinh theo đuổi em. Trước những lời tiết lộ của cặp đôi, nhiều khán giả cho rằng cả hai ngầm thừa nhận chuyện tình cảm, đồng thời nhận xét họ ăn ý và xứng đôi. Trong chương trình, Trương Thế Vinh và Thúy Ngân thực hiện thử thách nấu canh chua. Anh mặc đồ in hình trái dứa, trong khi đó bạn gái tình đồn xuất hiện với trang phục giống trái cà chua. Cả hai có nhiều hành động thân mật, thậm chí cùng nhau làm ký hiệu trái tim. Ngân đăng ảnh bó hoa ở story trên trang cá nhân kèm theo dòng trạng thái. Những ai xứng đáng hạnh phúc rồi sẽ hạnh phúc. Đáng nói, không gian bên trong xe hơi Thúy Ngân ngồi được nhận xét khá giống với chiếc xe cô và Trương Thế Vinh chụp ảnh chung trước đó. Cặp nghệ sĩ cũng bị nghi vấn dùng đồng hồ đôi trong buổi tiệc bên Ninh Dương Lan Ngọc làm ví dạ. Tuy nhiên, khi nói về tin đồn hẹn hò, cả hai đều phủ nhận. Thúy Ngân cho biết, từ Tết đến bây giờ tôi được nghe câu hỏi về mối quan hệ với anh Vinh rất là nhiều. Có lẽ mọi người thấy chúng tôi hợp tác ăn ý trong một số game show nên tích cực đẩy thuyền. Hiện tại chúng tôi vẫn là anh em đồng nghiệp thân thiết.